xin chào các bạn trong video này tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt ra và in scan cho máy in đa chức năng HP Laser Z Pro mfp M130A trên hệ điều hành Windows 11 nha các bạn thì trước trước tiên các bạn sẽ kết nối nhìn nguồn thì các bạn sẽ sai lại lần sau lần của máy in nha rồi, phía sau này chỗ này các bạn sẽ cắm dây nguồn vào thì cái máy in này nó chỉ hỗ trợ cổng in qua cổng USB nha các bạn thì cái sợi cáp in USB á một đầu các bạn cái đầu nhỏ nhỏ vuông vuông nè các bạn sẽ cắm lên trên cái máy in của các bạn và cái đầu còn lại á, thì các bạn sẽ cắm lên trên máy vi tính hoặc là trên laptop của các bạn nha rồi mình để cho nó gọn gàng một tí ha rồi chỗ này các bạn sẽ đặt chế vào đây rồi chỗ này các bạn kéo cái nắp này ra nè cái khay chứa giấy ngõ ra rồi các bạn nhớ ha cái đầu cáp còn lại của USB á cắm lên trên máy tính hoặc là laptop nha nè bây giờ mời các bạn cùng lên trên máy tính chúng ta tiến hành download và cài đặt driver in scan cho máy lên HP Laser Jet Pro MFP M130A. Mời các bạn cùng theo dõi video. Copy of a ren in Saigon. Và bây giờ trên máy vi tính của các bạn các bạn sẽ click chuột phải vào biểu tượng DPC chọn Show more option. Sau đó bấm vào properties các bạn sẽ kiểm tra Windows của các bạn đang sử dụng là phiên bản Windows máy. Ở đây chúng ta có Windows 11 Pro, phiên bản System Type 64 bit. Cách làm tương tự trên Windows 7, Windows 10 hay là Windows 8 luôn nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ vào Google và gõ từ khóa là driver HP M130A Win 11 sau đó bấm enter thì các bạn sẽ chọn cái link đầu tiên của hp.com đó các bạn. Thì cái máy in này là máy in đa chức năng nên là khi các bạn cài vào cái driver thì các bạn nên download driver bản full thì nó sẽ có tích hợp luôn cái phần công cụ scanner luôn nha các bạn. Nè, bên trong này có rất là nhiều các gói cài đặt thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài cái gói driver full trên này nhé các bạn. Đây, gói trên này. Thì các bạn sẽ click vào chữ download thì nó sẽ download driver về máy tính của các bạn. Nhớ các bạn lưu ý cho mình ha. Thì đây nó có detect nè, operation system. Thì các bạn thấy ha, đang detect nhìn thấy là Win 16 64 bit. Mà thật ra theo kinh nghiệm mình thấy là Windows 10 64 bit nó vẫn dùng chung được với Windows 11 64 bit luôn nha các bạn. Thì các bạn có thể chọn lại bằng cách click vào đây đó là trường hợp bạn có những phiên bản hệ thành khác ha thì bạn lít vào sau đó bấm vào chữ send rồi bây giờ chúng ta có cái cái gói ra và full này nè các bạn lít vào chữ download rồi các bạn chờ trong giây lát ra và sẽ được download về máy tính của các bạn đây chỗ này nhé các bạn một số máy tính thì download chỉ nằm ở góc trên này ha để các bạn có thể mở luôn cũng được trên phía này cũng được hoặc dưới này cũng được link download driver các phiên bản tôi để trong phần miêu tả video các bạn có thể vào đó download cho nhanh rồi các bạn lưu ý ha hiện tại là nguồn của máy in mình chưa có mở nguồn nha dây cáp in kết nối máy in và máy tính thì mình đã cắm xong hết rồi rồi driver được download về nằm dưới đây xong rồi các bạn bây giờ mình mở lên nha các bạn click vào trực run các bạn bấm yes continue next tức vào đây và bấm accept rồi trường hợp các bạn mà muốn bỏ qua những cái tính năng cài đặt gì đó những cái gọi là option tool công cụ của HP á thì bạn có bấm no thêm ha nhưng mà mình vẫn thích bấm yes cơ. Ta, bây giờ driver sẽ được cài đặt vào máy tính của các bạn. Rồi, cái máy in này nó kết nối qua cổng USB nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn của máy in lên. Thì các bạn cũng lưu ý cho mình ha, là hầu hết những cái thiết bị đầu cuối như là máy in đó, mà kết nối, kết nối với Windows 8, Windows 10 hay Windows 11 á là một số trường hợp các bạn khi mà kết nối nguồn vào á thì Windows nó tự động nhận thiết bị phần cứng mới và nó tự động nhận driver luôn thì các bạn lưu ý cho mình là driver đó chỉ là driver basic cơ bản thôi các bạn thì để sử dụng những thiết bị máy in mà nó ổn định á nó không in ra những mã lỗi ký tự thì các bạn nên download driver về và cài đặt nha các bạn rồi bước này các bạn có thể là chọn là sử dụng ở gia đình dùng cá nhân sau đó bấm Next thì các bạn thấy nè, sau khi mà cài đặt xong á thì cho uh, màn hình nó hiện ra mấy cái sọt so cách nữa các bạn rồi ta sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, sử dụng cơ bản nhanh thôi các bạn rồi sau khi cài đặt driver xong ha mình tạm thời bỏ qua mấy cái bước này nha các bạn tôi sẽ vào trong cành cho panel view device printer printer and scanner rồi bây giờ bên trong nó sẽ có cái driver đây 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 các bạn thấy ha m 130 fn cái này là không phải nha cái máy của chúng ta nó chỉ có là in qua cổng usb thôi ha, in qua cổng usb thôi đây là cái máy này nha các bạn. Rồi, mình lít vào Win Test Bay thì à, lúc này máy in nó sẽ in ra một bản Windows Test nha các bạn. Đây. Một cái tờ Windows Test nó nằm đây. Rồi, sau khi cài đặt ra, ra vào xong thì các bạn cũng nên vào kiểm tra lại cái cái khổ giấy mà máy in của bạn đang sử dụng ha thì các bạn để ha paper size A4 là ok nhớ các bạn nếu mà trường hợp nó không phải là A4 nó đang là letter thì các bạn sẽ chỉnh lại ha paper size nè nếu là là letter thì các bạn chỉnh lại A4 để tránh cái tình trạng khi các bạn in ra nó bị giật lề đây các bạn muốn in thì cũng đơn giản thôi ví dụ các bạn có một khoai khoai Word nào đó đi ha các bạn mở lên bằng in cái gì đó cảm ơn các bạn đã xem video đây bây giờ các bạn muốn in thì các bạn sẽ bấm vào file chọn print rồi ở đây mặc định là chọn cái HP LaserJet MFP M131291 m 134 nha các bạn. Các bạn thấy chữ ready là máy in sẵn sàng in nữa Rồi. Cái máy này chỉ in một mặt thôi nha các bạn, nó không có hỗ trợ in hai mặt. Rồi sau khi chọn xong thì các bạn sẽ bấm chữ print thì máy sẽ in ra. Ha, cái đó là cách các bạn in trên Word, Excel, PDF tương tự nha nha các bạn. Mình hướng dẫn nhanh thôi ha. Rồi. Tiếp theo là phần sử dụng scan để các bạn mở cái ứng dụng scan lên mình hướng dẫn một cái thôi nha các bạn cách làm nó sẽ tương tự ha thì uh, scan lưu với cái định dạng là file pdf rồi các bạn sẽ lưu ý ha item document tức là file tài liệu paper size a 4 rồi các bạn color mode các bạn có các chế độ là màu Grayscale gray scale các bạn tông xám á rồi, black and white. Auto detect color tức là màu ra màu đen trắng hay đen trắng. Black and white đen trắng rồi ha. Rồi, các bạn sẽ quan tâm mấy cái option đó thôi. Rồi ở đây mình chọn là color. Rồi, destination file thì định dạng là PDF. Rồi bây giờ mình sẽ để một cái một cái file scan lên test nhé các bạn. Rồi đây mình có tờ này đây đen trắng luôn. rồi ấp lên sau đó là bấm scan để mình khi mà scan đó bạn các bạn nhớ ha cái nắp này nó sẽ đè lên trên cái cái cái, 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 cái tờ bản gốc của các bạn để đừng có để hở ra ha rồi sau khi scan xong thì các bạn bấm seo lại rồi nếu trường hợp bạn cái file của bạn từ hai trang trở lên thì các bạn lứt vào lại rồi bấm scan cái nữa Rồi bây giờ chúng ta sẽ sao lại Mình không có hướng dẫn các bạn cách chỉnh con chắc ra nét này kia gì ha Các bạn có thể vào đó tìm hiểu thêm Đây là hai, hai trang nha các bạn Rồi như vậy là tôi đã chia sẻ hướng dẫn các bạn cách download cài đặt driver in scan cơ bản cho cái máy in HP Laser pro M130A trên Windows 11 xong rồi nha các bạn nó thêm này, chỗ này mo các bạn có thể vào đây tinh chỉnh thêm ha. Có nhiều thứ trong đây cũng khá là thú vị, các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Trong video này chúng ta tạm thời cô động là cách tải cài đặt driver in scan và cách sử dụng cơ bản nhanh thôi ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Nếu bạn cần hỗ trợ gì hãy comment phía dưới video. Tôi sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào.